Lúc thanh niên đạo sĩ này đến Linh Sơn, một vị luyện khí sĩ đạo mãn cảnh giới đại la thật tốt, bái sư đệ tử thánh nhân thượng cổ, đạo cơ bị ăn mòn, nguyên thần hủy gần nửa, nếu không phải nhị giáo chủ tây phương giáo tự mình ra tay, chỉ sợ là trường sinh đạo quả cũng đều không thể gánh nổi. bồ cào chín sang kia thật sự lợi hại như thế. Không có khả năng, vì sao vị thủy thần kia không cần bảo vật như thế, lại ban cho vị biện trang kia. Lôi kéo thiên nhai các. Thủy thần Hàn là đã sớm bắt đầu tính kế ba ngàn thế giới, đây là muốn hủy căn cơ của phương Tây chúng ta. Một đám đệ tử thánh nhân vây quanh ở bên bờ ao quen thuộc kia, bắt đầu suy nghĩ đối sách, bàn bạc bà cách an bài như thế nào tránh giao thủ cùng với thiên đình. Sách lược gia tốc phát triển từ những phương hướng khác, đạt kết quả do một nhóm đệ tử thánh nhân khác thương nghị. Bên trong xó xỉnh linh sơn, địa tạng lặng lặng ngồi dưới tảng cây, cho lớn sau lưng, khục, thần thú đế thính đang nhàm chán, nằm sấp, thỉnh thoảng phe phẩy đuôi dài mấy lần. Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, vài đốm sáng đung đưa như dòng nước chảy, càng làm cho khuôn mặt tuấn tú của địa tạng trở nên thanh tú hơn. Chủ nhân, đế thính có chút buồn bực truyền âm nói. Ngài không đi tham gia náo nhiệt sao? Những kẻ bất tài chỉ ở đó để an ủi nhau thôi, địa tạng có một chút co rúm khóe miệng, lạnh nhạt nói. Ta đã bắt đầu tìm ra cách ứng đối ra sao với lần làm khó dễ này của thủy thần. Chúng ta, chúng ta vẫn còn đối nghịch với thủy thần sao? đế thính truyền âm đột nhiên có chút nói lắp địa tạng mắng ngậm miệng lần trước còn không phải đều là do ngươi gây ra trò hề đế thính chế giễu lại đó cũng chính là bản tọa kỹ giúp ngươi xoa dịu tâm trạng của thủy thần bằng không thủy thần khẳng định sẽ âm thầm hại ngươi chủ nhân ngươi cũng không thể trở mặt không nhận thú hừ sau đó hắn không có tính kế sao thiên đình biểu dương nghĩa sĩ đại đức lão sư đã bao lâu không có đơn độc nói chuyện với ta dù sao cũng tốt hơn so với mất mạng, chủ nhân ngươi hãy thành thật tu đạo một chút đi. Nếu không, ngươi trước tiên hãy tìm cho ta một nhà khá giả đi, nếu như có thể trở thành tọa kỵ của vị thánh mẫu tiệt giáo nào, ta cũng sẽ hoài niệm chủ. Nhân địa tạng yên lặng lấy ra một con dao, một khối đá mài, cái chán biến thành màu đen, lộ vẻ mặt mỉm cười, chậm rãi mài đao, bên trên linh sơn vang lên âm thanh mài dao. Đế thính nào đó? Ta không đội trời chung cùng với thủy thần. Hư! địa tạng bình tĩnh cất dụng cụ mài dao đi tiếp tục an tĩnh thả tọa dưới tàng cây phảng phất như không để ý đến chuyện bên ngoài gã biết chính mình chỉ có thể chờ đợi một cái cơ hội chờ những đồng môn đã bắt đầu lần lượt xuất quan ăn thiệt thòi ở trong tay thủy thần chờ lão sư một lần nữa giao trách nhiệm đánh cờ cùng với thiên đình cho chính mình gã hôm nay đã sẽ không còn có nửa phần lòng khinh thường sẽ dốc hết toàn lực tranh một trận cùng với thủy thần giúp cho phương tây bọn hán thắng lớn thủy thần lần sau bần đạo nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Tiếng lòng của chủ nhân ngươi hiện tại, quá làm cho bản tọa kỳ xấu hổ. Cút! Tây phương giáo lựa chọn tránh lui, không trực tiếp đối đầu cùng với thiên đình, gia tốc phát triển thế lực của chính mình. Ngược lại là cho lý trường thọ thêm cơ hội kể từ đó, càng nhiều thế lực tiên đạo bên trong ba ngàn thế giới, có thể sẽ càng dễ bị thiên đình lôi kéo. Đây chính là chỗ tốt mượn đại thế mà đi. Nhưng lý trường thọ cũng không bởi vậy mà trở nên thanh nhàn, ngược lại càng trở nên bận rộn đạo nhân giấy ở lại bên trong bí cảnh thiên nhai như là một cái loa sàng chọn thế lực thích hợp lôi kéo chế định kế hoạch lôi kéo những khâu quan trọng này đều là tiến hành ở bên trong mặt thất tiểu quỳnh phong tiếp theo nhiều kế hoạch được tiến hành đều đặn cùng lúc lý trường thọ thật sự không thể nhàn rỗi mỗi ngày chỉ có thể rút một chút thời gian sửa sang lại cảm ngộ đoạt được để sự tình tu đạo không bị bỏ lại phía sau liên minh tiên đạo phản phương tây bất quá chỉ là một lá bài ảo trong tay hắn tinh lực đầu nhập lại là thật sự không ít. Dù sao cũng là tay không bộ bạch trạch, khụp tay không bộ dê trắng, bỏ thêm công sức cũng là điều hợp lý. Kế hoạch siêu cấp thiên binh đồng dạng cũng không thể tụt lại, Lý Trường Thọ bắt đầu đổi mới phim ngắn tuyên truyền. Hữu cầm huyền nhã gia nhập lôi bộ thiên đình, định kỳ mang thiên binh tuần tra trong ngoài thiên đình, ngẫu nhiên ra ngoài chinh chiến cùng với thiên binh thiên tướng, tiêu diệt một ít tiểu yêu mang nghiệp chướng. Tất cả những việc này, tự nhiên đều là do Lý Trường Thọ thu xếp. Đúng như những gì Lý Trường Thọ nói trước đây, tiến cảnh tu vi của hữu cầm huyền nhã bắt đầu tăng tốc lúc nàng tu đạo ý nghĩ trở nên vô cùng thông suốt tu hành đột phá như uống trà uống nước bản thân cũng bắt đầu bị công đức bao phủ ở dưới kiến nghị của lý trường thọ hữu cầm huyền nhã bắt đầu áp chế tốc độ đột phá của chính mình củng cố đạo cơ làm chuẩn bị cho kim tiên kiếp cùng lúc đó lý trường thọ dựng lên những chiếc cương đồng lớn dùng để tuyên truyền tại các thị trấn lớn ở trung thần châu tán tiên hồng hoang đi đến đầu nhập thiên đình càng ngày càng tăng một nửa thiên binh thiên tướng mới gia nhập thiên định biểu thị bọn họ ban đầu là bị vị nữ thiên tướng thiên đình tư thế hiên ngang kia hấp dẫn bắt đầu hiểu rõ thiên đình cuối cùng quyết định gia nhập thiên đình cống hiến một phần lực lượng của mình vì thiên đạo thương sinh ừm mới không phải là bởi vì muốn tận mắt nhìn thấy vị nữ thiên tướng kia đáng tiếc cao thủ phía trên cảnh giới kim tiên người đầu nhập thiên đình vẫn như cũ lác đắc không có máy điểm nổi bật của lâm thiên điện tiến triển cũng coi như thuận lợi phu phụ vong tình thượng nhân giang lâm nhi cùng với bạch trạch tử Cửu, tử y y, tử ô, tử thi đã tìm được điểm dừng chân, bắt đầu âm thầm liên lạc với nhóm nghệ sĩ đầu tiên. Lý Trường Thọ tự có đạo nhân giấy đi theo, hai cỗ đạo nhân giấy ở bên trong tay áo bạch trạch, hai cỗ đạo nhân giấy ở trong lòng ngực tiểu cửu sư thúc. Chủ yếu là sợ sư thúc uống rượu rơi vào mơ hồ. Tại kiếp buông xuống, sự vụ thiên đình cũng dần dần nhiều thêm. Thời điểm sự tình thương nghị phong thần tại tử tiêu cung, mỗi ngày đều cách chính mình gần thêm một ít, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ dần dần cảm thấy áp lực. Năm tháng là một dòng sông không có cách nào quay đầu, mọi chuyện đều có thể phát sinh, nếu sai một bước sẽ rất dễ dẫn đến hậu quả cay đắng. Yêu cầu của hắn đối với chính mình, cao hơn so với trước đó không biết bao nhiêu lần. Trong lang tiêu bảo điện, Lý Trường Thọ chậm rãi nói, bộ dáng vẫn luôn tự tin như vậy. Ở bí cảnh thiên nhai, hắn không ngừng tiếp xúc với lão âm thế lực khắp nơi, khục, nhóm kỳ nhân dị sĩ, nở nụ cười mang theo thong dong mình tĩnh hết thành mọi chuyện đều nằm ở trong tay. Ở trước mặt thiên binh thiên tướng, tiên tử, tiên ông, lý trường thọ thật tao nhã, dễ gần. Ngẫu nhiên đi lại ở bên trong độ tiên môn, hay là bay ở độ cao thích hợp, điều khiển đám mây không nhanh không chậm, gặp được tiền bối liền sư một câu sư thúc sư bá. Cũng chỉ có ở bên trong nhà tranh tiểu Quỳnh Phong, trước bài vị sư phụ, hắn sẽ nhẹ nhàng thở dài. Cũng chỉ có ở bên trong mật thất tiểu Quỳnh Phong, hắn sẽ đi qua đi lại, không ngừng ẩn ẩn lo lắng vì bố trí chuyện gì mà khó có thể chu toàn, nghĩ đại kiếp giáp đến, lộ vẻ mặt mệt mỏi. Hắn hôm nay, đã không phải là đệ tử tiểu quỳnh phong có thể chỉ lo tự thân kia rất nhiều biểu tình cũng chỉ có thể giữ lại cho chính mình cùng với bức họa bên trong mật thất sư huynh ta có thể đi vào trận không một tiếng khẽ gọi đánh gãy suy nghĩ của lý trường thọ lại là linh nga cưỡi mây đến đại trận bên ngoài đan phòng bưng một chiếc bát ngọc thận trọng hỏi gần đây các nàng tử cửu sư thúc ra ngoài nàng hẳn là cũng có một chút nhàm chán lý trường thọ truyền âm nói một câu đến mật thất đi. Vâng, Linh Nga đáp ứng một tiếng, cầm ngọc phù vào trận, cưỡi mây bay tới đan phòng, lại xe nhẹ đường quen chui xuống mật thất dưới đất. Vừa tới thư phòng, Linh Nga liền không nhịn được hỏi. Sư Huynh, Huynh đang làm gì thế? Mặt đất và vách tường trước mặt nàng, đều treo đầy đề vải vẽ, một vài bức đồ thị tư duy trở tự rõ ràng, một vài bức khúc chiếc cong quấn, khiến cho nàng nhìn váng đầu hoa mắt. Linh Nga điểm nhẹ mũi chân, bưng bát ngọc nhảy nhót mấy lần, an toàn đi đến bên bàn đọc sách. Sư Huynh, Huynh đừng làm quá sức. Ừm, Lý Trường Thọ thả ngọc phù trong tay ra, bưng bát ngọc lên hít hà, đặt ở bên miệng nếm thử một miếng. Linh Nga có một chút bất mãn nói một câu. Không có hạ tình thủy, hừ. Gần đây đi quá gần cùng với một vị cao thủ dùng độc, là thói quen, Lý Trường Thọ cười giải thích một câu, nhìn Linh Nga hỏi, vì sao phản ứng đầu tiên của muội lại là tình thủy? Chuyện này. Ô, sư muội trưởng thành rồi. Không, ta mới không có, khuôn mặt của Linh Nga đỏ lên, lại dùng hai tay che mặt, ấp úng nửa ngày, lại nói không ra câu hoàn chỉnh. Lý Trường Thọ mỉm cười một hồi, khi dễ sư muội, tâm tình lập tức có một chút thư sướng. Hắn cầm lấy ngọc phù tiếp tục đọc tin tức trong đó, canh bên trong bát ngọc rất nhanh liền bị tiêu rửa sạch sẽ một đôi tay mềm cẩn thận từng ly từng tí đáp tới từ phía sau lưng ấn ở trên vai lý trường thọ bắt đầu nhẹ nhàng so nắn dùng thêm chút sức lý trường thọ nói như vậy được rồi linh nga sán tay áo nắn vai ấn lưng cho sư huynh thủ pháp rất thành thạo khiến lý trường thọ phải nói là người trong nghề sư huynh chuyện kia ta có chuyện muốn thương lượng với huynh một chút lý trường thọ thuận miệng hỏi chuyện gì Linh Nga nháy mắt mấy cái, lại hắng giọng, ra vẻ lão thành nói. Huynh xem, thân sư muội của Huynh hiện tại cũng đã trưởng thành, ổn tự kinh cũng đã viết không biết bao nhiêu lần, cũng đã từng đi ra ngoài lịch luyện, trưởng lão bên trong môn phái đều khen nàng thông minh. Nàng về sau cũng không muốn ra ngoài dạo chơi, liền ở trong núi tu hành an an ổn ổn, bồi tiếp một sư huynh không có lương tâm nào đó. Vậy thì sư huynh có một chút sự tình nào đó, có thể để cho nàng hỗ trợ đưa ra ý kiến hay không, có khó khăn gì, có thể thương lượng cùng với nàng một chút hay không nói không chừng nàng liền có một chút ý tưởng đột phá liền có thể giúp đỡ một tí xứ chuyện nhỏ lý trường thọ buông xuống ngọc phù cầm trong tay nhắm mắt suy ngẫm linh nga mắt thấy tình huống không đúng vội nói sư huynh đừng nóng giận không muốn để cho ta tham dự những chuyện này coi như ta cái gì cũng đều không nói muội nói cũng có đạo lý lý trường thọ có một chút nghiêm túc gật đầu sơ cầm thầm nói bởi vì cái gọi là dưỡng Nga trăm năm, dùng Nga tạm thời. Hiện tại Bạch Tiên Sinh đi ba ngàn thế giới, nếu muội có thể giúp đỡ một chút, ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Thật chứ, Linh Nga vui mừng quá đỗi. Tự nhiên, Lý Trường Thọ lắc đầu. Muội cũng đã chủ động tự đề cử, nào có đạo lý không cần lương tài như muội, đi chuẩn bị một chút, sau đó tới đây, ta sẽ giao một bộ phận kế hoạch đại sự cho muội xét duyệt một lần. Vâng, ta sẽ trở về ngay linh nga phấn chấn tinh thần giao hò một tiếng quay đầu liền nhảy xuống cửa thư phòng nhưng còn chưa chạy được xa lại ngoặt trở về thăm dò hỏi tại cửa ra vào sư huynh ta cần chuẩn bị cái gì bàn bồ đoàn nệm êm lý trường thọ cười nói nếu như muội muốn đứng cũng không sao Hi hì, hì hì sư huynh chờ ta ta sẽ trở về ngay linh nga vui mừng hớn hở hóa thành một làn gió thơm bay đi bất quá chỉ chốc lát lại cầm bọc hành lý của chính mình xông trở lại, chính thức vào ở mật thất tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ cũng không ngớt lời, đem bộ phận kế hoạch kế tiếp phiền toái nhất, cũng phí tâm lực nhất liên minh tiên đạo phản phương Tây lúc này, giao cho Linh Nga xét duyệt. Món đồ chơi này liền giống như viết văn vậy, xem lại thêm một lần, tóm lại là luôn có lợi và không có hại. Mỗi chủ yếu phụ trách chỉnh lý tin tức những thế lực này, để ta quyết định cho thế lực nào đãi ngộ nhất đẳng, đánh giá xem quyết định của ta có ổn thỏa hay không. Vâng. Đừng chỉ nói, có hiểu những gì ta vừa nói không? Ừm, Linh Nga tràn đầy tự tin gật đầu. Đương nhiên nếu sư huynh lặp lại một lần nữa, ta sẽ ghi nhớ sâu hơn, thấu triệt rõ ràng hơn. Ai nha, lại gõ đầu người ta. Đây là việc đại sự có quan hệ đến sinh tử của vô số sinh linh, nghiêm túc một chút, Linh Nga lập tức trở nên thành thật, bình phục lại đạo tâm khuấy động, bắt đầu từ đồ thị hình chiếu tư duy sư huynh đã liệt kê bắt đầu tìm hiểu kế hoạch này, khi nàng trở nên nghiêm túc, cũng có thể dùng như nửa cái túi khôn, mà lúc này nàng chỉ thực hiện kiểm tra và chỉnh sửa, đủ để đảm nhiệm. Lý Trường Thọ làm ra bộ dáng nghiêng tai lắng nghe, hai mắt gấp tốc nhắm lại, miệng nói. Ở phía bí cảnh Thiên Nhai lại có người tìm đến, ta sẽ hiếu nối. Ừm, Linh Nga ôm hai chồng ngọc phù tràn ngập tin tức, ngồi xếp bằng ở trước bản sách, bên trên khuôn mặt nhỏ viết đầy nghiêm túc. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra, nhìn tình hình trước mắt cũng không khỏi cười khẽ linh nga ôm gối mềm nằm trên đệm êm khẽ rung chân đầu tóc rối bù đang chui đầu vào bên trong mấy khối ngọc phủ tô tô vẽ vẽ có phát hiện ra gì không sư huynh mấy cái thế lực này dường như có vấn đề những gì bọn họ tự báo cáo cùng với tin tức thiên nhai các điều tra có vài chỗ không khớp hơn nữa vị trí địa bàn của bọn họ khoảng cách so với thế lực tây phương giáo cũng quá gần thời gian điểm tìm đến cũng có một chút kỳ quặc trên khóe miệng của Lý Trường Thọ lộ ra mấy phần mỉm cười. Nha đầu này, coi như cho người qua cửa. Lấy ra cho ta xem một chút, nếu thật sự có vấn đề, tính cho muộn một công. Ai nha, công lao gì chứ, người ta chỉ là vì giúp sư huynh giảm một chút gánh vác. Vậy thì quên đi, Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu. Vừa vặn tiết kiệm một ít tâm lực, Linh Nga. Luôn cảm thấy rằng mình đã bị sư huynh lừa. Thế là, sau nửa năm tổ hợp hữu thương thiên hòa xuất chiến, một đóa mây trắng rời khỏi Đông Thiên Môn, chậm rãi bay đến phía trước trụ trời, rơi vào u minh giới. Bên trên mây trắng, Linh Châu tử mặc áo bào màu xanh, cảm thụ được không khí âm lãnh xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Sư thúc, chúng ta muốn đi đâu?" "Trước đây không phải nói sẽ giới thiệu cho người một vài người bạn sao?" Lý Trường Thọ cười nói. "Lần này ta đến chỗ này có chuyện quan trọng cần làm, vừa vặn mang người tới." quen biết một chút với mấy người bạn kia linh châu tử ngươi hẳn là đã quên về chính mình cần tu hành sư thúc đệ tử không có linh châu tử kiên định nói bên trong đôi mắt trong suốt tràn đầy kiên định sư thúc ngài thu xếp là được sư thúc có thể dành thời gian giúp đệ tử trong lúc cấp bách đệ tử đã vô cùng cảm kích lý trường thọ lập tức cười không nói kế hoạch chính thức kích phát khí khái nam nhân cho linh châu tử bản linh nga tham dự chỉnh sửa bước đầu tiên xông sáo u minh giới trước tiên luyện một chút can đảm cho tên gia hòa này rồi lại nói. Đương nhiên, Lý Trường Thọ đến chỗ này cũng không chỉ là vì sự tình linh châu tử, hắn còn muốn đi tìm Diêm Quân, đem kế hoạch cải cách địa phủ mà Ngọc Đế đã cho phép, cùng nhau đưa cho Diêm Quân thập điện, thuận tiện ngưng tụ công đức kim thân gì đó. Cắm cờ, câu nói phổ biến trong kiếp trước của Lý Trường Thọ, kỳ thật chính là miệng quạ đen. Vào lúc chính mình biểu thị có lòng tin hoàn thành đối với chuyện nào đó, chỉ cần nói ra, tất nhiên liền sẽ xuất hiện xoay chuyển, khó khăn chắc trở, kết quả là đánh mặt, từ đó khiến cho người khác bật cười nhưng đây thật ra là một loại cảm giác chủ quan. Khi bị một chuyện nào đó tát vào mặt, ấn tượng lưu lại sẽ rất sâu, nhưng những sự tình chưa từng xuất hiện tình tiết đảo ngược, ấn tượng sẽ tương đối nhạt nhẽo, phương thức logic có một chút cùng loại với sai lầm của người sống sót. Lý Trường Thọ là không mê tín chuyện này, cho nên, lần này hắn chắc chắn sẽ ngưng tụ công đức kim thân, thủy thần hắn dám khẳng định, liền xem như là đạo tổ đích thân đến, bàn cổ hồi phục lại, vậy thì cũng phải cho bọn họ một chút mặt mũi hôm khác lại ngưng tụ là được nói một cách hợp lý từ bắt đầu lúc hắn bị buộc bất đắc dĩ tiếp nhận hải thần giáo tường trợ long tộc lên thiên đình diệt yêu vận ngưng tụ công đức từng bước một cũng coi như đã làm một chút chuyện tốt đương nhiên quá trình góp nhặt công đức bản thân hắn cũng rất thẳng thắn không trộm không đoạt cũng được tính là công tâm chơi chiến thuật sao đó là điều tất yếu rốt cuộc hôm nay rốt cuộc cũng tới mức độ này lý trường thọ đã tính toán chính mình chỉ cần thúc đẩy cải cách địa phủ đưa âm ti địa phủ nhập vào hệ thống thiên đình lúc ngừng tụ công đức kim thân tất nhiên sẽ dư giả có thể sẽ hơi giảm một bộ phận hương hòa công đức không tinh khiết lúc này lý trưởng thọ tự nhiên phải ổn thật nhiều trên cơ sở giúp địa phủ dung nhập hệ thống thiên đình lại dần dần đưa ra các đề xuất cải cách lần lượt về ảnh hưởng chính trị tệ nạn của địa phủ lúc này hoàn thiện sự vận chuyển của bản thân địa phủ công đức nhiều thêm một chút tự nhiên có thể lo trước khỏi họa cùng lắm thì liền làm cho khổ người của công đức kim thân lớn hơn một chút mang theo linh châu tử vào giờ phút này đang mặt mũi tràn đầy chờ mong lý trường thọ cưỡi mây bay đến phía đông phong đô thành hắn còn chưa cưỡi mây đáp xuống hai vị tráng hán đang nướng linh thú thịt trên đỉnh núi liền nhạy bén phát hiện ra thân hình của lý trường thọ bộ dáng tóc trắng mày trắng mặt mũi hiền lành này còn có hương vị linh thụ tiên thiên đặc biệt kia không phải thủy thần thiên đình lại là người nào mã nhanh thủy thần đại nhân đến kia tráng hán nào đó nói một tiếng hai người này luống cuống tay chân đeo lên mũ trùm đầu trở về bản thân chân thực nhảy xuống từ trên vách núi kêu gọi một đám chiến vu vu tổng tiến về phía trước một lát sau ngưu đầu gào to một tiếng bái kiến thủy thần chúng chiến vu phía sau cùng nhau giống to bái kiến thủy thần lý trường thọ lộ ra một chút mỉm cười vừa muốn mở miệng mã diện lại hô to một tiếng thủy thần vạn phúc chúng chiến vụ phía sau cùng kêu lên giống to một lần nữa thủy thần vạn phúc ngư đầu bắt nhịp rất liền mạch lại giống lên thủy thần vô bốp một cây phất trần đập ở trên lỗ mũi trâu cứng rán ép xuống chữ địch thân hình của lý trường thọ xuất hiện ở trước mặt ngư đầu ánh mắt nhìn xuống bởi vì ánh sáng tại u minh giới không đủ lúc này nửa trên khuôn mặt của lý trường thọ rơi vào âm u nụ cười trên khóe miệng tràn đầy lạnh ý không được nói lung tung ngư đầu nuốt nước bọt vội nói vâng vâng mặt tướng rõ ràng lý trường thọ bay trở về mây trắng phía sau nụ cười hoàn toàn không có biến hóa nhưng cho người ta cảm giác từ âm lãnh hóa thành âm áp hai vị nguyên soái để ta giới thiệu vị này là sư điệt của ta lý trường thọ dẫn linh châu tử đến đệ tử của thập nhị kim tiên diền giáo thái ất chân nhân linh châu tử ngưu đầu mã diện liếc nhìn nhau cũng không biết thủy thần có ý gì lập tức tiến về phía trước làm lễ cúi đầu không lưng một hồi. Linh Châu Tử Hiếu Kỳ đánh giá ngưu đầu mã diện, tiến về phía trước, thanh tú động lòng người vái chào. Xin chào hai vị nguyên soái, Linh Châu Tử có lẽ, ngưu đầu cười nói. Cô nương này thật thanh tú, bò. Ồ, à. Linh Châu Tử lập tức có một chút xấu hổ. Mã diện dùng đầu vai đụng ngưu đầu, vội vàng bổ cứu nói. Tiên tử chớ nên trách tội, huynh đệ của ta nói chuyện, Lý Trường Thọ cười nói, linh châu tử là nam tử Hờ, ngư đầu mã diện cùng nhau ngần ra sự ngay thẳng của vũ tộc cũng hiển lộ theo đó đồng thời nhìn về phía eo của linh châu tử linh châu tử mặt sắp đỏ thấu tay chân không biết để ở nơi nào khô lý trường thọ háng giọng lần này ta mang linh châu tử tới cũng là bởi vì việc này linh châu tử tính tình đơn thuần ta muốn để hắn giao lưu trao đổi cùng với các ngươi gia tăng một chút khí khái nam nhi hai vị đều là chiến vu vu tộc sinh linh có khí khái nam nhi nhất bên trong thiên địa y nhất định có thể học được rất nhiều từ các ngươi mã diện vội nói thủy thần ngài đã quá đề cao chúng ta lão mã còn chưa nói hết lời thình lình nghe bên cạnh truyền đến giọng nam trầm thấp như kèm lệnh thượng cổ việc nhỏ mà thôi thủy thần yên tâm bò o à. ngư đầu để đầu vai nằm ngang nâng cơ ngực to lớn lên mũ chùm đầu cũng được phẳng phất như vừa mới được giặt tản ra một loại quang mang khác liền giao cho chúng ta đi, Lý Trường Thọ cười nói. Vậy thì tốt, các người giao lưu trao đổi trước, ta lại đi đến phong đô thành tìm mấy vị diêm quân, đợi ta xử lý xong chuyện quan trọng trong tay, còn muốn thăm quan địa phủ, ngưu đầu mã diện cũng không hiểu như thế nào là tham quan, lập tức đáp ứng một tiếng, ở lại đây cùng với Linh Châu Tử, để cho thủ hạ nhanh chóng đi vào thành bồng báo, nói thủy thần đến đây thị xác. Thế là, trong phong đô thành rất nhanh liền náo nhiệt, mấy vị diêm quân ra ngoài nghênh đón, cùng với lý trường thọ cùng nhau vào trong diêm la điện thương nghị sự tình cùng nhau lên trời khởi bầm lại nhìn chỗ của linh châu tử một đám đại chiến vu vu tộc cao to sông tới vây chặt linh châu tử đến mức không lọt một giọt nước cả đám đều hiếu kỳ đánh giá ngưu đầu đầu tiên là cười hắc hắc sau đó liền bắt đầu suy nghĩ sự tình thủy thần đại nhân bàn giao mã diện trừng mắt nhìn ngưu đầu trước hết mời linh châu tử đến bên cạnh sau đó cùng với ngưu đầu và mấy vị chiến vu cẩn thận thương nghị linh châu tử lúc này cũng đang hiếu kỳ đánh giá các nơi đây chính là bạn tốt trường canh sư thúc nói muốn giới thiệu với hắn trước đây sao cảm giác so với các thiên tướng ca ca xác thực dán chắc hơn không ít linh châu từ tràn tiên thức ra liền nghe được một nhóm vu tộc ngu ngơ không quen truyền âm hoặc là không biết truyền âm đang nói thầm ngay tại kia thủy thần đại nhân hiếm khi mới an bài một chút chuyện cho chúng ta như thế nào cũng phải làm trôi chảy bò o à. khí khái nam nhi đây nhất định là có quan hệ đến có đô con hay không nông cạn ngươi làm sao lại nông cạn như vậy chẳng lẽ một nửa nữ tử bên trong tộc chúng ta đều có khí khái nam nhi sao thủy thần đại nhân là nhân tộc khí khái nam nhi hẳn là phẩm chất có đảm đương có lòng trách nhiệm hí ngưu đầu trừng mắt cho một cái ý tứ của ngươi không phải là phản bác ý kiến của ta đúng vậy mã diện hất bẩm ngựa hí từ từ ngưu đầu mã diện bốn mắt nhìn nhau trong không khí xuất hiện một tia hồ quang điện bên cạnh có một vị tráng hán vu tộc nhỏ giọng gọi. Hai vị đại nhân không bằng đánh một trận, ai đánh thắng thì nghe người đó. Ừm, ngư đầu mã diện đồng thời quay đầu nhìn sang, từng người lộ ra nụ cười ôn hòa. Tráng hán kia vô thức liền muốn lui lại, lại bị một cái móng ngựa, một cái móng trầu ấn xuống bả vai trái phải, kéo đi vào trong góc khe đá. Ở trong góc u minh giới này, tiếng oan hồn kêu khóc, cùng với tiếng kêu thảm thiết của hán tử vu tộc, đồng điệu hoàn mỹ. Thấy cảnh này, hầu kết không rõ ràng của linh châu tử lung lay khéo léo ngồi xuống ẩn ẩn lo lắng về tình cảnh kế tiếp của mình đúng lúc này một tia truyền âm chui vào trong tai của ngưu đầu mã diện hai vị cô hồn nguyên soái đang giãn gần cốt nước nhìn nhau lập tức nhẹ nhàng thở ra thủy thần đại nhân có sắp xếp là được còn tưởng rằng lần này thật sự muốn bọn hán động não nghĩ biện pháp ba ngày sau ở phía trước diêm la điện mười vị diêm quân cuối cùng cũng đã xử lý xong sự vụ tạm thời tại các điện cũng được hậu thổ nương nương cho phép tập hợp một chỗ cùng với Lý Trường Thọ, Đăng Vân Giá Vũ, cười cười nói nói, chậm rãi bay ra khỏi phong đô thành. Đây chính là, thủy thần cười trong điện, Diêm quân thập điện bái lăng tiêu. Bọn họ vừa mới bay đến phía đông phong đô thành, đến trước hùng quan nhất tuyến thiên, cái chán mười vị diêm quân cùng nhau treo đầy vạch đen. Ở một chỗ khác nhất tuyến thiên, chính là bụi mù bay múa, tiếng la ẩm ý. Mười mấy vị chiến vu vu tổng âm sai địa phủ, lúc này trên thành hai đoàn, đang cởi áo kéo bẻ kéo lũ đánh nhau tại kia, quyền quyền đến thịt máu me be bét hơn phân nửa vu tộc mặt mũi bầm dập ở bên ngoài trận đánh còn có mười mấy vị nữ oan hồn khuôn mặt đẹp đẽ mặt phái áo mát mẻ các nàng hoặc là giơ thẻ gỗ linh châu tử ca ca mạnh nhất linh châu tử ca ca đẹp trai nhất hoặc là cùng nhau hò hét xít lên ở bên ngoài nhất tuyến thiên có không ít luyện khí sĩ muốn tới địa phủ làm việc vào giờ phút này cũng không dám tiến về phía trước thỉnh cầu qua ải sở giang vương nóng tính lập tức mắng đây là đang làm gì thế đánh nhau mà còn giữ sức, như vậy còn ra thể thống gì, tần nghiễm Vương vội nói. Thủy thần chứa nên hiểu lầm, đây là truyền thống từ thượng cổ của chúng ta, là chứng minh sự hữu nghị của nam nhi vu tộc, đây tuyệt đối không phải là âm say đánh nhau nháo sự, lại có một vị diêm quân không nhịn được buồn bực nói. Bên trong giống như lẫn vào một sinh linh kỳ quái, mười vị diêm quân tập trung nhìn vào, Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Đã thấy bên trong một đám chiến vu hỗn loạn, Linh Châu Tử không biết đã cởi trường bào ra hay đã bị xé nát, đang nắm chặt một đôi tiểu thiết quyền, tiên quang bao trùm toàn thân, quyền nối quyền với hai vị tráng hán vô tộc. Trên gương mặt thanh tú của linh châu tử hoặc là sưng đỏ, hoặc là máu ứ động, răng cửa cũng đều thiếu một miếng nhỏ, trong mắt cũng mang theo hỏa khí. Y vốn không am hiểu thể thuật, vào giờ phút này cũng đã có thể ứng đối với vu tộc bình thường không sử dụng chiêu thức, cố ý giảm tốc độ quả đấm. Ngư đầu mã diện đang ngồi trong gốc uống trà, trông coi linh châu tử, không để thủ hạ dưới tay mình thật sự đánh cho sư địa thủy thần gần chết. Lý Trường Thọ vội nói. Diêm quân đừng vội, Diêm quân đừng vội, là ta phó thác hai vị cô hồn nguyên soái việc này. Sinh linh này là linh châu tử, sư điệt của ta, bản thân hơi quá thanh tú, cũng vì thế mà buồn rầu. Ta cố ý dẫn y đến đây, chiêm ngưỡng một chút phong thái nam nhi của Vu tộc, để hắn học hỏi nhiều hơn. Chúng Diêm quân nghe lời này, hai mắt lập tức tỏa sáng. Thì ra là thế, thủy thần quả nhiên là đã tìm đúng địa phương, nam nhi vu tộc chúng ta sùng bái tổ thần bàn cổ, mỗi một người đều là hào hán tử đỉnh thiên lập địa. Năm đó khoa phụ đại vu trục nhật, thả rằng kiệt lực mệt chết, cũng không muốn dừng bộ pháp lại, đây chính là một phần kiên trì của Nam Nhi. Vào thời điểm thượng cổ, vu tộc chúng ta cũng có tổ vu có danh xương thủy thần, chính là cộng công kia, cũng là mấy chục năm liền có bạn lớn mới, cũng không sai biệt nhiều so với thủy thần đại nhân ngài, đều là hán, từ chân chính, vì diêm quân đang nói chuyện kia rụt cổ một cái, Chín vị Diêm La khác trợn tròn hai mắt, suýt nữa cùng nhau xông lên ấn tên gia hỏa này xuống. Tư tưởng liền rất có vấn đề, bầu không khí xung quanh tràn ngập một chút xấu hổ. Lý Trường Thọ vừa muốn thay đổi chủ đề, lúc này Linh Châu Tử đột nhiên bộc phát, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Linh Châu Tử hét lớn một tiếng, đụng cho Tráng Hán trước mặt hoa mắt, thân hình linh hoạt tránh thoát Tráng Hán bên cạnh nhào tới, trở tay một quyền đập trên bụng đối phương, đánh ngã Tráng Hán này dưới chân. Cái chán của Linh Châu Tử nở rộ linh quang, vào giờ phút này nguyên thần hóa thành ngọc thạch tiên lực toàn thân ra chỉ ở nhục thân nhóm chiến vu ở bên cạnh đang đánh hưng phấn lập tức bị hấp dẫn tới huy quyền nhấp chân trước mắt linh châu tử đột nhiên hiện giai đoạn năm tháng cận thân vật lộn cùng với các thiên tướng ca ca tại phủ thủy thần thân thể của y càng trở nên linh động ra tay trở nên chính xác lại hùng mãnh đám chiến vu âm sai bình thường này vật lộn lại không phải là đối thủ của linh châu tử một đám bị linh châu tử đánh ngã ném ở dưới chân một lát sau linh châu tử đứng trên một ngọn núi nhỏ tóc dài rối tung toàn thân mồ hôi ngựa đầu hét lớn một tiếng hai cánh tay xé mở áo khoác đơn bạc bên trong con có ai ngư đầu làm thủ thế mấy vị tráng hán vu tộc có thực lực khá mạnh cởi chiến giáp xuống nền nhào tới bắt lấy linh châu tử đánh mạnh một hồi một màn này nếu như thái ất chân nhân nhìn thấy đoán chừng chết cũng đã có thể nhắm mắt âm dương đại sư nào đó cảm thấy chính mình giống như bị mạo phạm đến Lý Trường Thọ hỏi chư vị Diêm Quân. Vu tộc có chiến pháp binh khí không? Tần Nhiễm Vương cười nói. Thủy thần yên tâm, tiểu thần sẽ bảo ngưu đầu mã diện đi về trong tộc lấy chiến pháp như vậy, lại tìm một số người bồi luyện, trợ giúp vị để tử đạo môn này, gia tăng một chút khí khái nam nhi. Làm phiền Diêm La. Thủy thần khách khí, lập tức, mười vị Diêm Quân cùng với Lý Trường Thọ cùng nhau cưỡi mây tiến về phía trước, loạn chiến ở trước nhất tuyến thiên cũng coi như ngừng lại. Tần Nhiễm Vương đắp mây căn dặn Ngưu đầu Mã Diện, Lý Trường Thọ thuận thế ra bản vẽ kiến trúc tăng cường phòng ngự cho địa phủ, việc này tự nhiên không cần hắn tự mình động thủ. Sau đó, Lý Trường Thọ nhìn Linh Châu Tử toàn thân ứ động máu, lại lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng đối với chính mình trước mắt, đưa một cái túi bảo nàng chứa đạo nhân giới tới. Kết quả xem ra không tệ, hãy ở lại vu tộc một thời gian đi. Nhớ kỹ không được đi loạn, có thể tùy thời liên lạc với ta những luyện tập này chỉ là một ít chuẩn bị trước sau đó mới là điểm nhấn quan trọng vâng linh châu tử dùng hai tay ôm quyền động tới tổn thương trên vai nhe răng nít miệng một hồi lý trường thọ cười lấy ra mấy bình linh đan vỗ vỗ đầu vai của linh châu tử cưỡi mây tụ hợp cùng với các vị diêm quân cùng nhau đi về hướng biên duyên u minh giới trong đáy lòng lý trường thọ cũng hơi xúc động linh châu tử dương tiễn thật sự không hổ là con trai của đại kiếp tiến cảnh thu vi bản lĩnh đấu pháp này quả thực có thể nói là tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, Linh Châu Tử còn phải chuyển thế. Nhưng xét về thần thông, pháp lực trời sinh của Na Cha, chuyển thế hẳn chỉ là phong tỏa ký ức của Linh Châu Tử, bảo lưu lại thực lực của Y. Lúc phong thần, Dương Tiễn cùng với Linh Châu Tử có thể có được chiến lực mạnh bao nhiêu, Lý Trường Thọ trò chuyện cùng với Diêm Quân, trong đáy lòng cẩn thận suy nghĩ. Bất kể như thế nào, chính mình vẫn phải tốn nhiều một chút tâm tư đối với hai vị tiểu tướng này không chỉ là vì có thể nhiều thêm một chút quyền nói chuyện bên trong đại kiếp phong thần, mà còn ở chỗ. Thủy thần, cụ thể đối phó với đại kiếp này như thế nào? Ngài này có tin tức gì không? Một câu hỏi của Sở Giang Vương đánh gãy suy nghĩ của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu. Thiên cơ lẫn lộn, chỉ sợ là ai cũng không biết cụ thể như thế nào, mà sau khi hai chữ đại kiếp được nhắc đến, mười vị siêm quân từng trải qua đại kiếp thượng cổ, lúc này đều có một chút lo lắng, không biết địa phủ có chịu áp lực như lúc thượng cổ hay không toàn bộ u minh giới đều là oan hồn lục đạo luân hồi vẫn luôn hỗn loạn một nửa hồn phách không kịp chuyển thế trực tiếp tiêu tán huy về trạng thái chân linh nếu thực sự như vậy nương nương chỉ sợ lại sẽ thương tâm chỉ mong sẽ không như thế lý trường thọ ấm rộng nói dẫn chủ đề về chuyện cải cách địa phủ lần này làm cho không khí hăng hái hơn một chút toàn bộ phương án cải cách đều đã được lý trường thọ an bài tốt còn chuẩn bị bảy tám phương án dự bị tiếp cận đông thiên môn diêm quận thập điện xếp thành một hàng từng người bày ra từ thái thượng tiên che giấu âm khí lây dính tại địa phủ cùng với lý trường thọ cùng nhau cưỡi mây tiến về phía trước tới thiên môn ba thanh thần kiếm bên trên thiên môn phát ra thần quang trói mắt mấy vị thiên tướng thủ vệ mang theo chúng thiên binh hành lễ chỉnh tề lý trường thọ lắc lắc phát trần phía trước gấp lánh ánh vàng một số lớn thiên binh xếp hàng hai bên từ đông thiên môn tới tận sâu trong tầng mây Đến phía trước lăng tiêu bảo điện, Lý Trường Thọ nói một tiếng. Mời các vị diêm quân, chúng tiên thần thiên đình trong điện từng người quay người, đón người vị diêm quân vào trong điện. Ngọc đế áo trắng trên đài cao duy trì nụ cười thản nhiên. Diêm quân thập điện cùng nhau lễ bái, Ngọc đế ấm giọng nói. Các vị ái khanh mau đứng dậy, sau này vào điện chỉ cần vái chào, không cần đại lễ, Tần Nghiễm Vương nói. Tạ ơn bệ hạ, Lý Trường Thọ dâng lên tấu biểu, nói địa phủ sau này sẽ hoàn toàn nghe lệnh thiên đình. Lại đưa lên thư thuyết phục do hậu thổ nương nương tự tay viết, cầu ngọc đế kiêm thương chúng sinh, dùng tốt lục đạo luân hồi. Ngọc đế đại hì, lấy ấn tỷ thiên đế ra, đóng thiên đạo ấn ký lên tấu biểu, đoá đoá từng vân bay tới từ ngoài điện. Chợt thấy lôi quang lóng lánh, tiếng sấm đứt tài nhức óc, tầng trời thứ nhất thiên đình nở rộ ánh vàng, trống rỗng ngưng tụ thành một tòa kim điện, trên đó hiện ra một tấm bảng ghi bốn chữ ngũ nhạc thần điện, trong đó có năm tòa thần vị trống rỗng đợi ánh vàng biến mất đại điện này cũng bị lực lượng thiên đạo bao phủ lại biến mất ở bên trong thiên đình chỉ lưu lại một đoàn sương mù ở tại chỗ ngọc đế nói thiên đạo xúc động thần vị đã hiện sau này nên có thần chủ đông nhạc chuyên phụ trách việc giao tiếp giữa thiên đình và địa phủ diêm quân thập điện tiên thần trong điện thậm chí là ngọc đế đều cùng nhau đưa ánh mắt về phía lý trường thọ lý trường thọ việc này có quan hệ gì với hắn đây không phải là thần vị hoàng phi hồ sao đại kiếp phong thần nguyên bản sao hắn chính là vì kiếm một chút công đức cũng không muốn vẫn luôn làm công tại thiên đình đúng lúc này đạo đạo ánh vàng hiện lên từ đỉnh điện lăng tiêu bảo điện tụ hợp vào trong cơ thể của người vị diêm quân cũng có một vệt ánh vàng rơi đến vị trí ngũ nhạc thần điện thần vị còn chưa có người trước tiên để công đức ở đó công đức lý trường thọ lưu lại một chút tâm thần trong lăng tiêu bảo điện bừng phất trần giữ yên lặng ở bên cạnh bày ra bộ sáng cao nhân xem công danh lợi lộc như mây bay trên thực tế, bản thể ở một góc nào đó bên trong mật thất dưới đất tiểu quỳnh phong lại đang mong mỏi công đức kim thân bảo mệnh phù hồng hoang chọn vẹn ba thành cảm giác an toàn chính mình chỉ cần bỏ công đức kim thân ở bên ngoài bản thể liền có thêm một tầng bảo hộ trong đại kiếp đây là một khắc mang tính lịch sử kết một tia chớp màu tím mỏng manh không có dấu hiệu nào chiếu sáng góc âm u này bỏ qua tầng tầng đại trận tiểu quỳnh phong bỏ qua bố trí đếm không hết trong ngọn núi rơi vào trước mặt lý trưởng thọ trong tia chớp màu tím này Lý Trường Thọ cảm nhận được một cỗ đạo vận chưa bao giờ trực tiếp cảm giác được, đúng là. Tối nghĩa, tường hòa, viên mãn, thương minh, đạo vận này lại ngưng tụ thành hai chữ to ở trong đáy lòng hắn, khất nợ. Lý Trường Thọ ngơ ngác ngồi ở kia, há mồm. Hả, sau một hồi lại cấp tốc kịp phản ứng, thân hình nhảy ra từ nơi ẩn nấp, lập tức vái chào đối với phía trên, dọa cho Linh Nga vừa vặn đi ngang qua suýt nữa la lên. Đệ tử tuân lệnh, lúc nào ngài có công đức dư giả, lại cho đệ tử đệ tử cũng không vội cỗ đạo vận tại linh đài kia lạng yên tiêu tán lý trường thọ nhẹ nhàng thở ra chưa phát hiện ra sau lưng đã tràn đầy mồ hôi lạnh chực loại sự tình tay không bắt dê trắng này quả nhiên vẫn là sư tổ chân châm chu nhất linh nga nhỏ giọng hỏi sư huynh huynh đang nói chuyện với người nào ừm um, một vị trưởng giả lòng mang thiên địa phẩm đức cao thượng đạo pháp nguyên sơ linh nga gọi đầu trong đáy lòng lý trường thọ yên lặng tăng thêm một câu nếu không phải kim tiên kiếp của muội còn đang nằm ở trong tay vị đại lão này phi huynh sao lại dễ dàng cúi đầu như thế như thế nào cũng phải kề kiếm vào cổ khóc lóc nói viết giấy nợ như vậy cũng được công đức cũng đều có thể khất nợ vậy nghiệp chướng có thể kéo dài thời hạn hay không nhà địa chủ mà còn có thể không có lương thực dư chẳng phải sẽ khiến cho kẻ đầy tớ hắn sốt ruột muốn chết bên trong mật thất tiểu quỳnh phong linh nga dựa vào trên bàn nhỏ của mình nhìn sư huynh đang đi qua đi lại muốn hỏi sư huynh chuyện gì đang xảy ra lại không dám mở miệng đánh gãy ý nghĩ của sư huynh. lần sau sư huynh sẽ giấu bản thể ở đâu? trong đáy lòng linh nga không hiểu sao tác giả ý niệm như vậy. sau đó chính là chán nản thở dài. chính mình vất vả chế biến nhiều canh hầm như vậy, đều nước đổ đầu người giấy sao? nói đến người giấy có phải hay không đã ngửi được một chút độc, lại là ý tứ nào? tính tình này của sư huynh quả nhiên là quá phiền toái. Rốt cuộc lý trường thọ ngừng dạo bước, sau khi đi đến bàn đọc sách nâng bút vẽ một đống ký hiệu linh nga xem không hiểu đàng lặng suy tư tại kia sư huynh là ở phía phản phương tây liên minh xảy ra vấn đề sao linh nga cả gan hỏi lý trường thọ há hốc mồm cảm thấy việc này quá hoang đường quả nhiên là nói không nên lời cũng không thể nói thiên đạo hiện tại thiếu chính mình một số lớn công đức trực tiếp chỉ hoãn công đức kim thân của hắn hàng thế không cần lo lắng một ít việc nhỏ mà thôi lý trường thọ cười cười ôn hòa tiếp tục cúi đầu viết trong mắt nhẹ nhàng lóe ra quang mang, sao có thể là việc nhỏ, quy tắc cũ, thảo luận về điều tồi tệ nhất có thể trước, rất có thể là về sau chính mình sẽ gặp phải đại họa, thiên đạo không cho chính mình công đức kim thân, muốn dùng đại họa này để ma luyện chính mình. Lý Trường Thọ thật sự muốn vết chữ nguy ở trên trán mình. Trong đáy lòng thở dài, Lý Trường Thọ mở ra Không Minh Đạo Tâm bản nâng cấp thời khắc hiền giả, tránh cho bị thiên đạo quấy nhiều ý nghĩ của chính mình, suy nghĩ về từng chuyện. Trước mặt chính mình nhìn như có trăm ngàn khả năng nhưng trên thực tế chỉ có một vài khả năng cho một chuỗi nhân quả hoàn chỉnh khả năng tốt nhất là ngũ nhạc thần điện thiên đạo vừa mới xây thiên đạo tạm thời không kịp quay vòng công đức nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ công đức cũng không phải là tiền tệ của thiên đạo liền xem như là tiền tệ đây còn không phải là thiên đạo muốn in ra bao nhiêu liền in ra bấy nhiêu để chúng sinh nhận ra giá trị của những tờ giấy trắng và hình ảnh này cực kỳ giống với cơ cấu kinh tế có thể điều khiển ở hành tinh xanh nào đó trong đáy lòng lý trường thọ tự nhiên rõ ràng Việc này rất rõ ràng, chính là đạo tổ lão gia không muốn để cho hắn ngưng tụ thành công đức kim thân vào lúc này, vạn vật đều có cân bằng, thiên đạo trí công vô tư. Cân nhắc từ góc độ này, nếu như chính mình đạt được công đức kim thân, liền sẽ ảnh hưởng đến một loại cân bằng nào đó. Đây mới là đáp án có khả năng cao nhất. Ừm, sau đó liền đi tìm bạch tiên sinh, để bạch tiên sinh cảm ứng gắt hung của hắn lúc này như thế nào. Trải qua sự tình sư phụ chuyển thế đầu thai, Lý Trường Thọ đối với thần thông của bạch tiên sinh đã là tin tám thành so với sự tín nhiệm của bản thân hắn đối với Bạch Tiên Sinh, còn cao hơn không ít. Nói trở về công đức bản thân, Lý Trường Thọ còn có hai nơi phát ra hương hỏa ổn định hải thần giáo cùng với thần vị thiên đình. Hải thần giáo cung cấp hương hỏa công đức liên tục không ngừng, mặc dù hải thần giáo đã sớm bị hắn hạn chế ngừng khuếch trương, nhưng phần công đức này cũng không thể kinh thường, chỉ là hương hỏa công đức trộn lẫn với niệm lực chúng sinh, không tinh khiết lắm. Thiên đình công đức thuộc về tiền lương cứng, mỗi thời mỗi khác đều có một chút tăng trưởng, mặc dù không bằng hương hỏa công đức, nhưng cũng là một khoản công đức thu vào tương đối khả quan phần còn thiếu của chính mình lúc này vốn cũng không nhiều. Qua bảy 700 năm nữa, chính mình dựa vào hai khoản thu công đức này cũng có thể ngưng tụ thành công đức kim thân. Đến lúc đó thiên đạo còn có thể áp chế như thế nào? Chẳng lẽ là vào thời điểm 99,9% đột ngột xảy ra hiện tượng mất gói tin và mất kết nối? Ách, trải nghiệm hỏng bét thường gặp ở kiếp trước này, kiếp này cũng không thể bị hành hạ một lần nữa đúng không? Thật sự! Linh Nga, đi theo ta! Lý Trường Thọ đứng dậy, Linh Nga đang sững sờ vội vàng đáp ứng một tiếng, đi theo phía sau sư huynh. Sau khi đi qua một vài căn phòng đầy giá sách, đến một ngôi nhà có một chiếc giường. Khuôn mặt của Linh Nga bám một cái liền đỏ thấu, trên trán có một làn khói trắng nhàn nhạt, nhạt, bay. Lý Trường Thọ bình tĩnh đẩy ra một chỗ hốc tối, tiến vào chỗ thờ phụng bức họa Thái Thanh. Đốt hương cao, cùng nhau bái ba bái với Linh Nga. Một tia đạo vẫn rơi xuống, trong đáy lòng Lý Trường Thọ không hiểu sao trở nên an bình hơn rất nhiều, trong đáy lòng xuất hiện hai chữ to một lần nữa, chỉ bất quá tin tức chuyển lại lần này là thái thanh đạo vận an tâm trong nháy mắt lý trường thọ duỗi thẳng eo tinh thần trở về một hòn đá trong đáy lòng rơi xuống gần nửa đoạn nhưng vì lý do ổn thỏa sau đó vẫn phải đi tìm bạch tiên sinh một lần trong lang tiêu bảo điện lúc tâm thần của lý trường thọ trở về ngọc đế đã ngợi khen 10 vị diêm quân ban thưởng chức vị chính thần thiên đình ngày hôm nay cũng nhiều thêm một vị chính thần nhị giai lại đức hậu thổ lý trường thọ ở bên cạnh lặng lặng nhìn nhìn đại điện phồn hoa nhìn những công đức lấp lóe ánh vàng trên người Diêm quân thực sự muốn quay lại phủ thủy thần và gọi một món ăn nổi tiếng tranh ngâm giấm ngọc đế bệ hạ nói một câu mục công đi đến giao trì thông báo sau đó ta sẽ mở tiệc chiêu đãi chư vị diêm quân tại giao trì mục công vừa muốn cúi đầu đáp ứng tần nghiễm vương không khỏi lớp nhìn lý trường thọ lý trường thọ hiểu ý tiến về phía trước hai bước cười nói bệ hạ địa phủ luân hồi một khắc không ngừng mười vị riêng quân còn cần trở về địa phủ tiếp tục tọa chấn nếu không sẽ dễ, dễ gây ra sai lầm bệ hạ không bằng cho nhiều thêm một chút ban thường tính cả bữa tiệc rượu này cùng nhau đưa đến địa phủ ngọc đế cười nói vậy thì theo lời nói của trường canh ái khanh bồ công hãy tiếp tục đi thông báo ngày hôm nay tâm tình của ta vui vẻ sau đó sẽ mở tiệc chiêu đãi chúng ái khanh tại giao trì ăn mừng cùng với chư vị ái khanh âm ti đại nghiệp tam giới ổn định thương sinh an bình một lần nữa tiến về phía trước một bước dài phong thư của đại đức hậu thổ này trường canh người sai người khác thành bia bày ở phía trước lang tiêu bảo điện một công cùng với lý trường thọ đồng thời hành lễ từng người lĩnh mệnh lúc lý trường thọ dẫn diêm quân thập điện tới thiên đình chỉ là một đóa mây trắng lúc đưa mười vị diêm quân trở về đã là vận dụng lực lượng thiên đình ba vạn thiên binh thiên tướng cùng với bốn chiếc xa giá hoa mỹ từ thiên đình bay thẳng đến u minh giới lý trường thọ ngồi chung cùng với hai vị diêm quân trên đường đi cũng là trò chuyện vui vẻ chỉ là sở giang vương cứ liên tục lầm bầm. Cho chúng ta nhiều công đức như vậy thì có tác dụng gì? Lúc thượng cổ, không phải tất cả chúng ta đều bị bao quanh bởi những ngọn lửa nhỏ màu đen, ăn một ít linh thú chân quý săn bắt được, đó mới là vinh quang. Công đức này có thể luyện chế pháp bảo không, là một cây ngoái tai, mỗi ngày ngồi ở trong điện, cầm công đức móc lỗ tai. Thủy thần đại nhân, có thể cho ngươi những công đức này không? Chúng ta cũng không dùng đến những thứ đồ chơi này. Cái gì? không thể cho sao, ai, thật tiếc nuối, Lý Trường Thọ. Nếu như không phải xác định các ngươi là cảnh ngu ngơ, mà việc chính mình bị thiên đạo khất nợ này không thể để cho người khác biết được, Lão Phu đã sớm hất vất trần ra, sau khi tiến vào U Minh Giới, Tần Nghiễm Vương cười hỏi. Thủy thần đại nhân dường như tích lũy rất nhiều công đức, thủy thần từ dự tình long tộc đến nay, lại có hương hòa thần giáo, thần vị thiên đình tích lũy liên tục không ngừng, công đức thế nhưng cũng không ít. Mạo muội hỏi một câu, thủy thần ngài là dùng công đức để tu hành, Lý Trường Thọ cười nói. Mượn công đức tu hành, tu vi tự thân chẳng lẽ không phải cần nhờ thiên định, đây không phải là sẽ trở nên tầm thường. Thủy thần đại nhân nói rất đúng, tần nhiễm vương cười gật đầu, lúc này cố ý hồi báo Lý Trường Thọ, tiếp tục dặn dò. Thủy thần là đệ tử thánh nhân, tất nhiên là rõ ràng đạo lý như vậy, ngược lại là tiểu thần đã quá lo lắng. Chỉ là thủy thần, hiện nay ngài càng ngày càng có quan hệ mật thiết với thiên đạo, có chuyện gì thì thủy thần ngài cứ nói một tiếng ồ lý trường thọ làm ra thủ thế chi lên trời tần nghiễm vương lại là không thèm để ý cười một tiếng nói chúng ta mặc dù đã thoát ly khỏi vu tộc là thần tiên âm ti địa phủ nhưng nói chuyện này cũng không sao vu tộc là huyết mạch bàn cổ thần thiên đạo cho dù không thích vu tộc cũng phải cho bàn cổ thần mấy phần mặt mũi thủy thần có biết thiên đạo là hình thành từng bước một như thế nào lý trường thọ thành thành thật thật lắc đầu hắn muốn cự tuyệt cái đề tài này, nhưng trong đáy lòng lại ẩn ẩn cảm giác được những lời mà Tần Nhiễm Vương nói có một chút quan trọng đối với chính mình sau này. Vì lý do ổn thỏa, chính mình liền tùy tiện nghe một chút, trong đáy lòng kiên định không tin là được. Tần Nhiễm Vương nói Thiên đạo ban đầu là một cỗ ý chí, một cỗ ý chí của bản cổ thần. Làm trời không sập, khiến đất không lấn, để vạn linh có thể có nơi sinh sống. Sau đó cỗ ý chí này không ngừng diễn biến, không ngừng biến hóa, Hình thành cộng minh cùng với vô số đại đạo trong thiên địa, mới có thiên đạo hình thức ban đầu. Bàn cổ thần khai thiên, 49 búa không chỉ mở ra thiên địa, chém giết 3.000 hỗn độn thần ma, mà còn đánh ra đông đảo đại đạo, để đạo và chân linh thoát nghi khỏi hỗn độn, có trật tự. Ý chí sau cùng của bàn cổ thần cộng hưởng cùng với đại đạo, mới có thiên đạo ban đầu bảo hộ thiên địa này. Đạo Tổ Lão Gia nói đại đạo 50, thiên diễn 49, chính là đạo lý như vậy. Nguyên nhân cũng chính là vì thế. 12 vị tổ vu sinh ra từ huyết mạch bản cổ thần, ban đầu liền có được bản lĩnh điều khiển đại đạo bên trong thiên địa. Đại tổ chấp trưởng không gian, nhị tổ chấp trưởng vạn vật sinh linh, các tổ khác nắm giữ ngũ hành kim, mộc thủy hòa thổ, bốn lực lượng gió mưa độc điện, cùng với năm tháng đại đạo không có cách nào nghịch truyền, chỉ có thể tăng tốc hoặc là giảm tốc. Nếu không phải thời viễn cổ, tổ long Thủy Phượng từng thủ hộ tam thập lục phẩm thanh liên có được thực lực tiếp cận thánh nhân đại đạo. Mà nhóm tổ vu chưa lục loại ra phương pháp hóa sinh tộc nhân từ tinh huyết bản thân, nếu không thì tại thời viễn cổ, vũ tộc đã hưng khởi. Bất quá, khi thiên đạo sinh ra lần lột xác đầu tiên, chính là vạn nam đại chiến long phượng kịch liệt nhất, thiên địa vỡ nát. Từ đó về sau, có lẽ là sửa đổi một chút, thiên đạo thành hình, bắt đầu từng bước suy yếu thực lực sinh linh, liên hệ giữa 12 tổ và đại đạo trực tiếp bị chặt đứt, thực lực của bọn họ hào tổ non nửa. Vạn linh chi tộc hội tụ ở trên đỉnh bất chu sơn tổ kiến yêu đình thượng cổ, sau lưng cũng có cái bóng của thiên đạo cùng với đạo tổ lão gia. Lý Trường Thọ lại nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, chuyện này hợp đạo lý, nhưng lại có một chút không đúng, nếu như từng bước suy yếu thực lực sinh linh, tại sao lại có sáu vị thánh nhân lão gia? Nhị tổ đã từng nói, lục thánh đều là dùng công đức thành thánh, kỳ thực là hành động bất đắc dĩ, tần nghiễm phương nghiêm mặt nói. Trừ một vị thánh nhân lão gia nào đó đều bị mọi người lên án, mấy vị thánh nhân lão gia khác đều là đại năng sống sót trong đại chiến viễn cổ, đều có tư thái lập địa thành thánh, thái thanh lão gia càng là chỉ kém một ước nhỏ cuối cùng. Lúc thượng cổ, ta từng nghe nhị tổ nói, hồng mông tử khí chính là một đạo gông xiềng. Nếu muốn thành thánh, liền phải trồng gông xiềng này lên chính mình, trở thành nền tảng của thiên đạo, không thể là địch cùng với thiên đạo, không được hủy hoại hồng hoang thiên địa. Cho nên, lục thánh quý vị, thiên đạo hoàn thành lần lột xác thứ ba, mới có thiên đạo ngày hôm nay gần như không gì làm không được, giám sát chúng sinh. Thời viễn cổ, bên trong thiên địa nơi nào có kim tiên kiếp trường sinh sinh linh tiên thiên làm bạn với đạo căn bản không có khái niệm chết lúc ấy bản thân tịch diệt chính là quy về đạo chân linh trở lại hư vô lúc thượng cổ bên trong thiên địa ngoại trừ người mang nghiệp chứng quá sâu nơi nào sẽ có thành tiên kiếp lý trường thọ nhắm mắt suy ngẫm trong đáy lòng không ngừng suy tư tần nhiễm vương cố ý xem nhẹ lần thiên đạo lột xác thứ hai chính là chỉ ba lần đạo tổ giảng đạo tại từ tiêu cung phần ngọn lửa đạo môn ra khắp bên trong thiên địa sau đó tự thân hợp đạo đại kiếp long phượng thiên đạo thành hình đạo tổ hợp đạo thiên đạo phát triển lục thánh quy vị thiên đạo hoàn thiện